Thánh Khổ Linh Hoa. Một ngày nọ, có một người ăn xin tuổi già sức yếu, đi đến một quán ăn nhỏ để xin ăn. Bụng đã đói đến nỗi quả thật là không còn chịu được nữa. Mùi gì hôi thối quá vậy? Ôi trời, cái lão ăn mày bẩn thỉu này, làm ơn ra chỗ khác cho người ta làm ăn. Cút đi! Xin thí chủ từ bi. Mô Phật. Có chút lòng thành này mong thầy nhận cho. Xin đa tạ thí chủ. Lão hãy ăn chút gì đó và khoác áo ấm này vào. Ôi Phật Pháp màu nhiệm, Đức Phật từ bi đã đưa ngài đến đây. Pháp Sư, xin hãy để lão già đây được đi theo ngài, có được không? Ta là người xuất gia, không có tiền, cũng không có vật. Tuy lấy từ bi làm gốc, nhưng quả thật không biết phải cung dưỡng lão thế nào. Thưa Pháp Sư, lão không cầu ngài cung dưỡng, mà chỉ mong trước khi chết có thể một lần được nghe Phật Pháp, chạy thoát tấm thân này, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì hãy đi theo ta. Ông trời ơi, lẽ nào ông không có mắt? Sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Lẽ nào một tiếng kêu than cũng không được thốt lên? Khổ là gì, thưa Pháp Sư? Ông hãy nếm thử xem. Đắng quá, đắng quá. Đừng động đậy. Tôi đã một đời chịu không biết bao nhiêu cái khổ, nhưng hóa ra đều không bằng được cái khổ của một cánh hoa này. Giờ ông hãy thử đứng lên xem. Lưng tôi đã hết còng, bệnh tật trên người đã khỏi, thật kỳ diệu. Pháp Sư, ngài đã mang đến cho tôi một cuộc đời mới.
Những bông hoa này được gọi là thánh khổ linh hoa, là bản thân ta đời đời kiếp kiếp đi khắp thế gian, chịu đủ hết thảy cái khổ trên đời, khổ tu mà xuất lai. Cái khổ của người thường không kết thành thánh khổ linh hoa này, chỉ có người tu luyện dưới sự bảo hộ và gia trì của chính pháp, chịu đủ khổ nạn mới có thể kết tinh thành hoa. Đại sư, ngài chịu đủ thứ khổ như vậy, dùng càng tâm huyết mà vun trồng thánh khổ linh hoa, rốt cuộc là vì điều gì? Là vì chúng sinh. Sau này ông cũng cần phải khổ tu để kết nên thánh khổ linh hoa mà tế thế độ nhân. Lão từ khi mới sinh ra đã phải chịu khổ, trước giờ chưa có được phút giây hạnh phúc, nay lại già nua bệnh tật, ôm một nỗi căm phẫn bất bình mà không hiểu gì sao. Bởi vì ông không gặp được chính pháp, từ khi mới sinh ra đã bị cha mẹ dứt bỏ, trong khi xin ăn lại thường bị người đời chửi mắng đánh đập tàn nhẫn. Đây đều không phải là nghiệp lực mang đến, mà là con đường chịu khổ ông đã lựa chọn dưới bệ Phật Như Lai. Trong chiều khổ tu luyện, không chỉ có thể hình thành thánh khổ linh hoa, mà chúng sinh cũng nhờ những đắng cay mà ông nếm trải mới có được cơ duyên hữu sinh, tiếp duyên lành tiến nhập vào thế giới thiên quốc. Đừng quên thệ nguyện này. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.